bài này chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu các tiêu chuẩn thiết kế online cho quảng cáo Facebook, Google và Cốc Cốc. Bạn nên nhớ các loại hình quảng cáo trên liên tục thay đổi nên bạn cũng cần liên tục cập nhật kiến thức để phù hợp với chúng. Sau đây là các lưu ý chung khi thiết kế quảng cáo online. Thứ nhất là hệ màu. Hệ màu bạn nên sử dụng là hệ màu RGB. Nếu bạn sử dụng Photoshop thì bạn sẽ làm như sau để chỉnh lại hệ màu của mình. Dê con trỏ chuột về phía thanh menu, chọn Image, chọn Mode và chọn RGB Color nếu chưa tích chọn RGB Color. Thứ hai là kích thước file. Kích thước file khi thiết kế online thì thường nhỏ và không quá lớn như thiết kế in ấn. Và tiếp theo sẽ là lưu ý cho thiết kế quảng cáo trên mạng xã hội nổi tiếng hiện nay như Facebook, các mạng hiển thị của Google và trình duyệt Cốc Cốc. Đầu tiên là quảng cáo trên Facebook. Bạn tham khảo bảng sau để thiết kế quảng cáo cho Facebook được tốt hơn. Tùy vào mục đích sử dụng và kích thước thiết kế quảng cáo sẽ khác nhau. Cột bên trái là mục đích sử dụng và cột bên phải là kích thước tính bằng pixel. Tương tác với ứng dụng 1200 × 628. Số lượt cài ứng dụng 1200 × 628. Nhận thức về thương hiệu 1200 × 628. Số lần nhấp vào trang web 1200 × 628. Phản hồi sự kiện 1920 × 1080. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng 1200 × 628. Nhận thức tại địa phương 1200 × 628. Số lần nhận ưu đãi 1200 × 628. Số lượt thích trang 1200 × 444. Tương tác với bài viết trên trang 1200 × 900. Số lượt ghé thăm cửa hàng 1200 × 628. Chuyển đổi trên trang web 1200 × 628. Tiếp theo là quảng cáo Google. Các banner được thiết kế cho quảng cáo AdSense được quy về các kích thước sau tính bằng pixel: 300 × 250, 336 × 280, 728 × 90, 300 × 600, 320 × 100, 320 × 50, 468 × 60, 234 × 60, 120 × 600, 120 × 240, 160 × 600, 300 × 1050, 970 × 90, 970 × 250, 250 × 250, 200 × 200, 180 × 150 và 125 × 125. Và cuối cùng là thiết kế quảng cáo banner cho Cốc Cốc. Bạn tham khảo bảng sau để biết cách tối ưu quảng cáo trên trình duyệt Cốc Cốc. Đối với banner trang tab mới trình duyệt Cốc Cốc, kích thước là 728 × 90 pixel hoặc 640 × 360 pixel. Định dạng ảnh là Flash, GIF, JPEG, JPG hoặc PNG. Dung lượng ảnh nhỏ hơn 150 KB. Đối với banner trang kết quả tìm kiếm Cốc Cốc, kích thước là 300 × 250 pixel hoặc 240 × 400 pixel. Định dạng ảnh là Flash, GIF, JPEG, JPG, PNG. Dung lượng ảnh nhỏ hơn 60 KB. Bạn lưu ý là các kích thước cụ thể cho từng loại quảng cáo đã được làm sẵn thành từng file template định sẵn kích thước. Bạn có thể tải và sử dụng chúng trong đường link ở bài cuối cùng của khóa học này.